đây 228 năm, mùa xuân năm Kỷ Dậu năm 1789, nghĩa quân Tây Sơn dũng mãnh dưới sự chỉ huy của Quang Trung Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, mãnh liệt, đánh tan hàng vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Ngược dòng lịch sử, triều đình Mãn Thanh từ khi được thiết lập đã sắp tâm xâm lược nước ta, nhưng chưa tìm được cớ gây hấn. Lợi dụng hành động cổng rắn cắn gà nhà của bè lũ phong kiến phản động Lê Chiêu Thống, quân Thanh đã tràn sang xâm chiếm nước ta với một lực lượng viễn chinh lớn gồm 20 vạn quân. Trước tình hình thù trong giặc ngoài, nhận thấy nguy cơ chủ yếu là bọn phong kiến xâm lược phương Bắc, Nguyễn Huệ đã làm lễ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, rồi nhanh chóng tiến quân ra Bắc. Ngày 15 tháng 1 năm 1789, Nguyễn Huệ cùng đại quân sau khi đã tăng quân số lên đến 10 vạn người và một đội tượng binh lớn gồm vài trăm voi chiến đã ra đến Tam Điệp, hội quân với đại tư mã Ngô Văn Sở chuẩn bị phản công quân Thanh. Nắm được kế hoạch và cách bố trí lực lượng của địch, Quang Trung đã chia quân Tây Sơn ra làm năm đạo chính. Và đêm giao thừa Tết Kỷ Dậu ngày 25 tháng 1 năm 1789, đạo quân chủ lực do Quang Trung chỉ huy đã vượt sông Giáng Thủy, mở màn cuộc đại phá quân Thanh. Các đồn điền tiêu của địch như Giáng Khẩu, Thanh Quyết, Nhật Tảo lần lượt bị hạ, không một tên lính nào chạy thoát. Nửa đêm mùng 3 Tết Kỷ Dậu ngày 28 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn bí mật bao vây đồn Hạ Hồi cách Thăng Long khoảng 20 km, uy hiếp địch và bắt sống hàng vạn quân Thanh. Mùng 4 Tết, tức ngày 29 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn tiếp cận Ngọc Hồi. Lúc này, đạo quân thứ 3 do Đại Đô Đốc Bảo chỉ huy cũng tập kết tại phía tây nam Ngọc Hồi, cùng chuẩn bị tiến công. Sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu ngày 30 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn bất ngờ tấn công với thế xung trận mạnh như diều dân, bão cuốn đã phá hủy các chiến lũy và toàn bộ trận địa phòng thủ mặt nam đồn Ngọc Hồi. Đạo quân thứ hai do Đô Đốc Đặng Tiến Đông chỉ huy cũng đồng thời mở cuộc tiến công hết sức bất ngờ vào đồn Đống Đa. Bằng khí thế áp đảo, quân Tây Sơn với đội hình bày sẵn xông thẳng vào đồn trại địch, đốt phá các doanh trại phía ngoài nhanh chóng rồi đánh sâu vào sở chỉ huy của địch. Chỉ trong chốc lát, số quân Thanh bị chết và bị thương đã lên đến 5.000 người. Trước thế cùng lực kiệt, Sầm Nghi Đống đã phải thắt cổ tự tử ngay tại sở chỉ huy. Tiếp tục tiến công, đạo quân Tây Sơn đã thừa thắng tiêu diệt luôn các đồn Yên Quyết, Nam Đồng, rồi nhanh chóng thọc sâu vào Thăng Long, đồng thời uy hiếp vào đại bản doanh của Tôn Sĩ Nghị. Quang Trung đưa đạo quân chủ lực tiếp tục đánh đồn Ngọc Hồi và cho đội vô chiến chia làm hai cánh tả hữu đánh vào hai bên sườn. Quân Tây Sơn ào ạt tiến lên, bất chấp đại bác, cung tên và hỏa mù của giặc, tiêu diệt hoàn toàn đồn Ngọc Hồi. Tàn quân Thanh tháo chạy về phía Đầm Mực, nhưng bị đạo quân thứ ba do Đại Đô Đốc Bảo chỉ huy tiêu diệt hoàn toàn. Đại bản doanh đóng ở cung Tây Long bên bờ sông Nhị. Tôn Sĩ Nghị vội vàng qua cầu Phao nhằm hướng Bắc để chạy trốn. Đại Nam chính biên liền truyện viết: Tôn Sĩ Nghị đóng trên bãi cát, được tin bại trận, vội vàng cởi ngựa một mình chạy về phía Bắc. Tướng sĩ thấy vậy tranh nhau qua cầu mà chạy, cầu đứt lăn ngã cả xuống sông, chết đến vài vạn người, làm cho nước sông không chảy được. Trận Ngọc Hồi Đống Đa đại thắng đã chứng tỏ nghệ thuật quân sự tuyệt vời của quân Tây Sơn, đó là nghệ thuật chuyển quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc, là nghệ thuật tác chiến chiến lược và trong riêng từng trận đánh. Bằng thắng lợi vĩ đại này, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của hoàng đế Quang Trung đã đập tan mộng xâm lược của quân Thanh, giải phóng hoàn toàn kinh thành Thăng Long, giữ vững nền độc lập dân tộc. Chiến thắng này còn đánh dấu việc nhà Tây Sơn chính thức thay nhà Hậu Lê trong việc quản đất Bắc Hà và trong quan hệ với nhà Thanh.